Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp truyền phơm nhận 5 đô tóc cần nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình mở link phơm các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Khoan, không có captcha thì các bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn copy hashtag này và tag 4 người bạn vào follow nữa các bạn. Follow tại Twitter nữa nè. Like nè, các bạn trích dẫn cho tweet nè. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn tăng 4 các bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào một tweet nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Follow medium, follow reddit thì bỏ qua đi các bạn. Tiếp tục thì các bạn xuống đây các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã xôn xao các bạn. Cộng anh 4361362 nè. Tiếp tục thì các bạn điền cũng điền lại username Telegram của bạn xôn xao kênh seller nè. Anh 361362 nè. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow dán nha mà cộng winvn9 các bạn điền thông tin chính xác các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên link review đã tăng 4 người bạn và hashtag này các bạn mới nhắc cho bay bánh cùng nè hồ sơ nè nè dự án nghe nè các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lại cái link phong hồi nãy nè. Rồi tiếp tục cái mã cái phone này thì các bạn điền giúp mình là cộng anh 361362 mua đá với bằng link mô tả cho các bạn nha các bạn. Các bạn bấm gọi là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 5 đô tục cần nghe đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.